Em mất khoảng 1 tháng điều trị tại phòng khám để có một làn da như hiện tại. So với trước kia, gương mặt, khuôn mặt của em cũng đã cải thiện hơn rất là nhiều. Lỗ chân lông cũng đã se khít hơn, mụn viêm, mụn ẩn cũng không còn mọc bất chợt như trước nữa.